Ok, đã để anh em chờ lâu, giờ thì hãy cùng mình đi vào tập 8 của bộ truyện Housinker luôn nhá. Anh em nhớ ấn nút like và đăng ký kênh cho mình để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Giờ thì bắt đầu thôi. Mở đầu tập 8 là nhóm của Buta đang ngồi họp trong quán Chuan Hang. Cùng với tên đen Chizo, Itakan và Iahaji đã nói cho nhóm của Buta về toàn bộ về thời gian của đám Kuzosaki trong một tháng qua. Bây giờ thì sẽ tính tới chuyện chia nhau ra để mà xử lý những tên cán bộ trong trường Kuzosaki. Nhưng có một chút vấn đề ở đây là mỗi tên cán bộ trong trường thường xuyên sẽ có 3 tên đàn em đi theo sau. Cộng thêm việc đấu tay đôi với bọn chúng sẽ có một chút khó khăn. Đen Chizo đã nói việc này cứ để cho anh ta lo liệu. Và tóm lại là những tên cán bộ sẽ đối đầu với nhóm của Buta. Đầu tiên sẽ là Susumu đối đầu với tên Usui học sinh năm nhất của Kuzosaki. Thứ hai là Gameza đối đầu với tên mắt híp, Honcho học sinh năm 2 của Kuzosaki. Thứ ba là Mazu đối đầu với tên Jay, number 2 của Kuzosaki. Và kế tiếp là Daizo đối đầu với tên Todoshin, number 3 và cuối cùng là Buta và tên Kazeyama. Chỉ riêng có ông Masa là không được đánh với tên cán bộ nào cả, khiến cho ổng rất cay cú. Nhưng Buta đã giao lại việc dẫn những người của Houston quậy tung cái thị trấn này cho Masa giải quyết và thông báo cho tất cả các lớp về buổi họp ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ chiến với công nghiệp Kuzosaki. Sang ngày hôm sau, đối với những học sinh Kuzosaki đây chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày, vẫn kể chuyện phiếm với nhau không chút bận tâm hay lo lắng gì. Cho đến khi gần tới được trường, đám ngốc đó mới bàng hoàng nhận ra trước mặt mình chính là một đội quân đầu trọc, cầm đầu bởi Masa. Trong ca tàu cũng vậy, đều là đầu chọc, khiến cho bọn chúng không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt. Dưới gầm cầu cũng toàn là đầu chọc, ở công viên, lẫn cả khu dân cư, toàn là đầu chọc. Đội quân này chỉ tuân theo chỉ thị, hạ gục mục tiêu, nhằm tới mục tiêu khác và lại tiếp tục tiêu diệt. Và rồi cùng lúc đó sự điên cuồng ấy cũng bắt đầu với những đám cán bộ của Kuzosaki. Mặc dù bốn người ở những nơi khác nhau, nhưng tất cả cùng lúc nói lên một câu, đi theo tao. Khi tên Kazeyama tới trường, và ngạc nhiên khi thấy Buta đang ngồi đợi mình trong phòng, hắn ta đã nói chỉ tầm 10 phút nữa thì cả đám người trường của hắn sẽ tới đông đủ. Nhưng Buta tự tin nói rằng sẽ không có thằng nào tới đâu, khiến hắn ta phải sốc. Tất cả đám cầm đầu ngay lúc này đều đã bị hạ toàn bộ bởi những cán bộ tới từ học viện Houston. Buta đã kêu hắn ta đi theo mình tới chỗ trận đấu. Khi bước ra khỏi trường, Kazeyama nhìn thấy là người của hắn đã bị cho ra bã một đám. Kazeyama đã hỏi Buta đã dùng mánh khóe gì mà có thể làm được chuyện này. Nhưng Buta chỉ hỏi hắn, có điều gì muốn nói với những người đồng đội chiến đấu vì hắn không? Nhưng mà hắn ta chẳng quan tâm gì cả, chỉ coi lũ đó là phế vật. Hắn ta chỉ quan tâm những kẻ mạnh, không để ý những kẻ yếu hơn mình. Cho nên đã bị Itakan và Iahaji theo dõi toàn lịch trình hoạt động của cả đám Kuzosaki. Và rồi đến việc cô lập tên Kazeyama cũng là do Den Chizo giúp cho cả nhóm. Mọi người ai cũng có những điểm mạnh riêng cho mình. Cho tới hôm nay Buta sẽ dạy cho tên Kazeyama một bài học về điều đó. Khi đến chỗ thì cả đám đã đợi sẵn Buta và Kazeyama. Hắn ta cứ tưởng cả đám sẽ chơi hội đồng hắn. Nhưng Buta đã nói, không, mà là anh muốn có trận tay đôi với tên Kazeyama như lần trước. Hắn ta thực sự không thể tin nổi rằng Kuzosaki có đến 3 năm quân lực. Nhưng sự thật là đám cán bộ và toàn quân của hắn đang nằm bẹp khắp thành phố. Vừa nói hắn ta vừa khọc tay vào túi quần để móc ra những đồng xu thép. Thì ra những trận tay đôi, hắn ta thường xuyên dùng những mánh khóe như thế này, lẫn cả trận đấu với Buta lần trước. Nhưng hiện tại Buta đã biết được mánh khóe này qua lời kể của Gameza và kêu hắn ta kẹp nhiều vào và nhanh nhanh để mà đánh. Anh cũng chấp hắn ta ra đòn trước. Kazeyama đã đấm thẳng vào mặt của Buta, nhưng chẳng thấm thía gì cả. Lập tức hắn ta đã nhảy ra đằng sau của Buta và siết chặt thật mạnh, cho tới khi hắn ta nhận ra thứ mà mình đang siết chẳng khác gì là một cái cây khổng lồ. Cảm thấy không ổn, lập tức Kazeyama nhặt lại những đồng xu và đấm thêm nhiều cú nữa. Lúc này người bạn thân của Kazeyama, Jay đã tới và xin lỗi Kazeyama. Hắn ta đã sút một cú vào mặt của Buta, vừa đánh ngã được, đang khoe cho Jay coi mình đã chiến thắng. Khi xoay người lại, tất cả mồ hôi khi thấy Buta chẳng bị làm sao cả. Hắn tức giận vừa đá vừa đạp, vừa nói hắn là mạnh nhất. Ngoài hắn ta ra thì tất cả chỉ là đầu bùi rỉa rách. Một lúc sau đã quỳ xuống và thở hổn hển. Nhưng Buta chẳng bị làm sao cả, liền xé áo của cậu ta ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy khung body của Buta khiến hắn ta phải đứng hình. Buta đã nói nếu là một thằng đàn ông thì hãy đấm cậu ta một cú mà không cần dùng hàng xem. Từ hồi hắn ta và Jay quyết định thay đổi, dù có chơi xấu cũng phải chiến thắng. Dù là dùng mánh khóe gì đi nữa miễn là thắng là được. Điều này đã khiến cho Kazeyama ngộ ra là mình đúng là một thằng tệ hại. Hắn ta chấp nhận ăn một đòn đấm đến từ Buta. Jay đã kêu Kazeyama mau tránh đòn, nhưng Kazeyama chỉ xin lỗi Jay, mình đã thua rồi và muốn trở thành một thằng đàn ông. Nằm đấm uy lực khủng khiếp của Buta lao tới và giáng thẳng vào miệng của tên Kazeyama, khiến cho cả cơ thể xoay trên không trung, khiến cho cả nhóm Buta há khóc miệng mở to mắt khi thấy cảnh đó. Chính thức cái ngày học viện Houston phục thù, công nghiệp của Kuzosaki thành công cũng là lúc mùa hè kết thúc.
Kể từ lúc ngày cuối cùng của mùa hè, lúc trận chiến với Kuzosaki vừa kết thúc, đã vài ngày được trôi qua, tất cả bạn bè của Buta cùng nhau đi tới nhà của anh ta chơi. Buta đã rất vui và cảm ơn mọi người đã tới chơi và giúp mình về việc dọn vệ sinh. Tất cả đều phải hoảng hồn khi thấy bố của Buta xuất hiện. Không ngờ bố của Buta lại cao to và có một khuôn mặt sát khí khiến ai cũng phải sợ. Chỉ cần một tiếng nói của ông ấy thì cả đám chỉ biết nói, dạ vâng chứ không bao giờ dám cãi. Một lúc thì cả đám bắt đầu lao vào dọn vệ sinh, nhưng chỉ riêng ông Gameza thì lại đang vác theo Susumu để mà tập xì quát, khiến cho cả hai phải cự lộn. Master liền chạy lại ngăn hai người tuyệt đối không được cự lộn khi đang dọn dẹp, thì bố của Buta đã ký đầu hai người và bắt cả hai dọn vệ sinh toilet. Hết Gameza và Susumu thì tới phiên Mazu và Daizo cãi lộn. Kết quả cả hai cũng đi dọn nhà vệ sinh cùng với Gameza và Susumu. Chỉ riêng ông Master cứ tự tin mình là người sáng suốt như mình mới sống sót, thì anh bị một người đụng trúng và té xuống sàn, lờ mờ mồm chửi đồi giết người ta, thì bị ông ấy nghe được. Kết cục thì tất cả đám cán bộ đều phải đi dọn nhà vệ sinh. Đang dọn dẹp thì Mazu đã cười thật lớn, khiến cho cả đám khắc mắc. Lúc đầu Mazu cứ nghĩ tới đây, nghĩ đúng là phiền phức. Nhưng mà, sau khi thấy những trò ngớ ngẩn của cả bọn, thì anh thấy rất vui. Cả bọn chỉ mỉm cười khi nghe Mazu nói điều này. Bố của Buta nói, những ai đã làm xong việc của mình rồi thì mau vào bồn tắm. Còn cơm thì ông ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi cả đám đã dọn dẹp xong thì liền bay vào bồn tắm suối nước nóng. Kế đó là những người khác bay vào cùng, cả đám chú tiểu lại rủ Mazu và Daizo mau vào tắm, khiến cho Mazu cũng tới luôn, vừa tắm vừa dần hớt bên trong bồn tắm. Lúc này bố của Buta chỉ mỉm cười khi nghe những tiếng cười đùa. Đến giờ ăn, tất cả phải chắp tay lại và cùng nói, chúng con xin phép ăn cơm. Ngay cả ăn cơm Gameza và Master cũng phải cự cãi khiến cho ông ấy phải la cả hai. Cả bọn bây giờ ăn cơm đều rất vui vẻ và quây quần bên nhau như là một gia đình thực sự. Khi ăn xong thì đi vào phòng ngủ để mà nghỉ ngơi. Ông Gameza và Susumu mặc dù mệt dã rời nhưng cũng phải tập cơ cho bằng được. Đang duyền hớt trong phòng thì bố của Buta đã hỏi tất cả đã xin phép gia đình ngủ lại đây chưa. Tất cả đều đã xin phép rồi, nhưng ông lại nhìn thấy Mazu có vẻ buồn. Ông đã kêu Mazu đi với ông ra ngoài. Hai người đã tâm sự một lúc về gia đình của Mazu. Ông biết rằng thằng bé này rất cô đơn trong gia đình và thiếu đi tình thương của cha mẹ. Tuy nhiên nếu như Mazu muốn, hãy tới đây bất cứ lúc nào cũng được. Ngày hôm nay được tiếp đón đám bạn học của Buta, nơi này lại rất là nhộn nhịp, cứ như có thêm một lúc cả đàn con ấy, khiến cho ông rất vui. Hai người đã ngồi đó và nói chuyện và cười cùng với nhau, như là cha con vậy. Đám học sinh bất lương của học viện Houston, những kẻ thường rít thuốc lá quanh thị trấn, những kẻ luôn phản kháng lại cái nề nếp thông thường của xã hội, trong mắt người khác, họ là lũ hư hỏng, côn đồ, những chàng trai bị gọi là cặn bã của xã hội ấy. Tối hôm nay, tất cả bọn họ ngủ cùng nhau ngon lành, như những đứa trẻ lọt lòng mẹ cha. Còn cậu thiếu niên đã có được tình thương từ bạn bè và ông bố của Buta. Ngày hôm đó cậu chìm vào giấc ngủ với gương mặt hạnh phúc nhất trên đời. Và tất cả anh em của Houston ngày hôm đó đều nghĩ, mình thật may mắn khi mà gặp được Tezaka đồ Buta. Sáng hôm sau, Buta và mọi người chào bố của cậu ấy và đi đến trường. Khi mọi người đã đi, ông nói chuyện với người vợ của mình đang trên cao. Ông đã nuôi dạy Buta trở thành một người đàng hoàng chín chắn rồi. Mặc dù cậu ấy mang vẻ ngoài cục mịch, nhưng sự tử tế và tốt bụng đó đều do ba ấy để lại cho Buta. Chuyển cảnh qua trường Houston, lúc này cả bọn đều đang ở trên sân thượng và rất chán nản và buồn bã. Kameza đã hỏi Buta về tên Kazeyama, dạo gần đây có gặp hắn ta không? Buta đã nói, Kazeyama đã trở thành một người đàn ông thực thụ và hắn ta cũng muốn thách đấu tay đôi với người đàn ông mạnh nhất thị trấn này bằng chính sức của mình, không ai khác đó là Ozoza Daijin. Khiến cho cả bọn phải sốc không ngờ chuyện đó là thật. Kazeyama biết cờ trình của mình sao mà thắng nổi, nhưng anh ta vẫn muốn thử sức một lần. Nhưng sự thật tàn khốc là, không chỉ riêng Buta đã mạnh lên, mà ngay cả Mamiza cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kazeyama chưa kịp vào bên trong, thì đã bị bá vương năm nhất của Susuzan, Mamiza Anzuka hạ trước cổng trường. Lúc Yuchizo và Son đang nói về Buta đã đánh bại được Kuzosaki, khiến cho Yuchizo rất vui, đang nói chuyện trên đường, thì cả hai đã gặp được Hide và Mamiya của Susuzan. Cả hai người kia đều muốn có một trận với Yuchizo và Son. Tất nhiên là cả hai sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ đối thủ nào khi muốn chiến. Quay về Houston, lúc này cả đám đang ngồi họp trong phòng judo và nói về tình hình lúc này. Sau khi Buta đánh bại được Kuzosaki, thì anh chính là trung tâm của mọi câu chuyện ở khắp cái thị trấn này. Nói cho dễ hiểu thì ngòi nổ chiến tranh giữa tất cả các trường cao trung trên toàn thị trấn đã được châm ngồi, và Gameza đã lấy ra tờ báo bất lương và đưa cho cả bọn xem. Trên đó viết chi tiết về Buta và trận đấu với Kuzosaki, ngay cả Daizo và Mazu cũng được lên báo. Điều này khiến cho Mazu tức giận vì Daizo lại là number 2 trong nhóm và hình vẽ của anh cũng khác ngoài đời. Nhưng chỉ riêng ông Master là không được lên báo, khiến cho ổng rất cay cú và muốn đi kiếm cái người đã viết tờ báo này đập cho một trận. Bắt đầu vào vấn đề chính, Houston hiện giờ đang nằm bên phía Bắc. Hiện tại nơi này có 6 trường cao trung khác, lãnh đạo bởi đám năm ba, bao gồm Kuzosaki, cao trung Naito, cao trung Tozudai, thương nghiệp Takiza, cao trung Imi, công nghiệp Nanoimoji. Đám thủ lĩnh các trường này vẫn luôn dè chừng lẫn nhau và án binh bất động.
Thế rồi Kurosaki cầm đầu là Kageyama đã thâu tóm được trường Naito và còn đánh bại luôn cả trường Hosen, và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là trường Tozudai. Thế nhưng học viện Hosen cầm đầu là Đức Phật Buddha đã đập tan kế hoạch đó. Một trường toàn năm nhất như Hosen, vốn không được các trường khác để ý tới, đã đạp bay cả Kurosaki và Naito để trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Master đã nói, ý của Gameza là đám năm ba các trường khác vốn không để ý tới trường của mình. Gameza đã hỏi ngược lại Master, nếu như đám trẻ trung học đó đánh bại được một thằng cao trung lớn hơn mình thì sẽ làm sao? Tất nhiên là phải lập tức dạy cho bọn nó một trận rồi. Gameza sẽ cho cả bọn biết thêm về các trường khác. Bắt đầu là trường gần Hosen nhất là Tozudai, thủ lĩnh ở đó là Asao Shishimazu, kế tiếp là cao trung Imi, thủ lĩnh ở đó là Nagai Kijin, tiếp là cao trung Nanamoji, thủ lĩnh là Kumagai Mitsuhiko, cuối là thương nghiệp Takiza, thủ lĩnh ở đó là Hanugatasei, kẻ nguy hiểm số 1 đối với Hosen. Đảm bảo ít nhất một trong số bọn chúng sẽ đang trên đường tới đây, không biết là hôm nay hay là ngày mai hay ngày kia, và Buddha cũng có hai câu trả lời cho vấn đề này. Thứ nhất, anh đã hứa sẽ đưa tất cả các anh em tới với đỉnh cao của thị trấn này, nên là dù bọn nào tới thì anh cũng múc hết. Và thứ hai, sau cuộc chiến với Daizo, anh đã hứa sẽ đưa cậu ta tới được trồ của anh của cậu ấy. Denchizo mở cửa vào và muốn nói về vụ của Kageyama. Anh ta còn chưa kịp thấy được mặt Daijin thì đã bị bá vương năm nhất ở đó đánh bại, mà Miya Asuka. Sau khi đập xong Kageyama thì kế tiếp đó là Juchizo của trường Kawada. Nhưng Buddha đã tự tin nói rằng Juchizo sẽ thắng. Nhưng thật sự là Juchizo đã bị đánh bại bởi Mamiya, lẫn cả bạn của anh ấy là Son. Nguyên nhân Mamiya lại làm chuyện này vì muốn hình bóng trong lòng của Hide là Buddha mau biến mất và thấy vào đó chính là mình. Những hoạt động rầm rộ đó vừa qua của Hosen và Buddha được truyền đi khắp nơi, nằm đối diện với Hosen trên bản đồ là điểm dừng chân cuối cùng của những dã bất lương, cao trung nam sinh Susazan. Thế nhưng suốt ngày hôm đó ba người này không một lần nào nhắc tới Hosen, bởi vì ba người họ xem học viện Hosen chỉ là bọn con nít mà thôi. Và còn một người nữa, kẻ ngoài cuộc Hanazo no Kanata, anh ta còn chẳng biết tới ngôi trường Hosen được xây dựng vào đầu năm. Sang phía trường Tozudai, lúc này Shishimazu đang rất là tức giận, vì đã kêu tất cả tập hợp tại phòng thể chất thì chỉ vòn vẹn có 3 người. Một tên trong số đó đã kêu hắn ta hãy nhờ cậy mọi người giúp đỡ, nhưng bị hắn ta cho một đấm, nằm xuống sàn và bị dẫm đạp lên người. Hắn ta không thích nhờ cậy những kẻ yếu và ăn hại hơn mình, đích thân hắn ta sẽ tới chiến với toàn trường Hosen. Ihaji đã chạy tới phòng họp và báo cho cả bọn về tên Shishimazu đang đi đến đây một mình. Ihaji đã điều tra về tên này rồi, quả thực hắn ta là thủ lĩnh của trường Tozudai, nhưng có vẻ toàn bộ học sinh không ai chịu đi theo với hắn ta cả. Gameza cũng đã nghe về tin đồn về tên này, hắn ta thuộc thể loại sức mạnh thống trị tất cả, những tên mà hắn ta coi là yếu hơn mình đều coi là rác rưởi. Hắn ta luôn cư xử như một con sư tử hoang dã nên cũng không ai muốn lại gần. Buddha định ra đó đón tiếp y như cách của Shishimazu, nhưng bất chợt Susumu lên tiếng, việc xử lý hắn ta cứ để cho anh lo. Điều này khiến cho cả bọn đứng hình, mặc dù sau trận chiến với Kurosaki, Susumu nghĩ rằng không biết mình đã mạnh lên chưa, nhưng anh vẫn có cái cảm giác mình sẽ bị tụt về phía sau, nếu đến lúc nào đó chỉ có một mình anh thua trận. Vậy nên anh muốn được đấu trận này. Daizo đã nói nếu như Susumu mà thua đồng nghĩa việc Hosen sẽ bại trận. Buddha đã đập vào bức tường và nói cho cả bọn, với tư cách là người từng đấu tay đôi với Susumu anh không thể bỏ qua được. Và kêu Daizo giải thích cho anh xem, Daizo cũng nói thẳng, Buddha giữa cậu ta và bọn họ có một sự chênh lệch gì đó về sức mạnh, nhưng Susumu anh ta cũng đã có kế hoạch tác chiến rồi, nhất định anh sẽ thắng. Và được Buddha đồng ý, thế rồi Daizo cũng sẽ đặt cược vào Susumu, kể cả ba người kia cũng vậy, và rồi đối thủ cũng đã tới. Không chờ đợi gì hắn ta lập tức đấm vào mặt của Buddha, nhưng anh lại nói đối thủ hôm nay của hắn ta không phải là anh, đó chính là Susumu. Áp lực kinh khủng khiến cho tay chân của Susumu cứ rung rẩy. Đây chính là đẳng cấp của những thủ lĩnh. Tên đó đã kêu Susumu đấm vào mặt của mình phát xem. Theo ý của hắn, Susumu đã đấm thẳng vào mặt của Shishimazu, nhưng chẳng bị làm sao cả. Tức giận vì đối thủ của mình quá yếu, hắn ta đã ra một đòn thẳng vào mặt của Susumu, không để cho Susumu kịp định hình. Shishimazu lao tới định bồi thêm một cú nữa thì đã bị Susumu bắt được và dùng ngay thế võ judo vật ra đằng sau, nhưng cũng chẳng có hề thấn gì với tên đó. Master vì quá sợ hãi, nhìn thấy cảnh tượng Susumu đang bị tên kia đứt hành vào mồm nên đã bỏ ra ngoài. Gameza đã đi theo và nói chuyện. Gameza đã nói Susumu sẽ không thua đâu, Susumu vẫn còn một vũ khí bí mật nữa mà vẫn chưa tung ra hết. Và kêu Master quay về xem tiếp trận đấu. Khi quay về, cả hai phải ngạc nhiên khi thấy Susumu bị đánh bán sống, bán chết. Hắn ta cứ đấm liên tục vào mặt của Susumu khiến anh không biết phải làm gì. Nhưng anh đã nhìn thấy được ánh mắt của Buddha, ánh mắt của sự tin tưởng và đặt cược hết tất cả vào anh. Anh đã phun máu vào mặt của Shishimazu và hút đầu vào trán của hắn. Và cả hai liên tục tung ra nhiều đòn đánh về phía đối thủ trước mặt.
anh đã né được đòn đấm từ tên đó và giáng thẳng một đấm vào mặt của Shishimazu, vừa đứng dậy vừa chửi rủa Susumu và khá là thấm về đòn đó, vẫn cứ tiếp tục lao tới như một con sư tử đối khác. Susumu đã dùng lại món đòn judo của mình, tên kia vẫn còn chế nhạo món đòn cuối bắt đó chẳng ăn nhầm gì với hắn ta đâu. Nhưng hắn ta đã nhầm rồi, đòn ném qua vài lúc nãy chỉ đòn mồi nhữ hôi, đây mới là thực sự, anh đã lao người xuống cùng với hắn ta. Và rồi cả đám không thể tin vào mắt của mình khi thấy Susumu đã chiến thắng. Cả bọn đã chạy lại phía của Susumu mà ăn mừng chiến thắng của cậu ấy. Và rồi ok, và đó là tập 8 của bộ truyện Housinger. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một nút đăng ký và một nút like, cho mình có động lực ra nhiều video hay. Cuối cùng mình là phân tích rốt. Tạm biệt anh em.